Cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Mỹ từ lâu đã rơi vào tình trạng chiến tranh gián tiếp với Moscow ở Ukraine và đang đùa với lửa bởi tình hình có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Bình luận này phản ánh mối quan ngại ngày càng gia tăng của Nga đối với những gì Moscow coi là sự leo thang nguy hiểm của phương Tây ở Ukraine khi lực lượng Nga tiến quân ở một số mặt trận. Ông Ryabkov nói với TASS, "Chúng tôi cảnh báo rằng họ đang đùa với lửa. Họ từ lâu đã ở trong tình trạng chiến tranh gián tiếp với Liên bang Nga. Để thỏa mãn với các ý tưởng địa chính trị của mình, họ đang tiến tới một giai đoạn mà sẽ rất khó có thể kiểm soát những gì đang diễn ra và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kịch tính." Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến vô cớ ở Ukraine. Trong khi đó, Moscow cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai vào tháng 2 năm 2022 mang tính chất phòng thủ và nhằm mục đích củng cố an ninh của nước Nga trước một phương Tây thù địch. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả sự khiêu khích và khoa trương của phương Tây. Trước đó, Nga đã nổi giận khi Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Kiev hôm 3 tháng 5 tuyên bố rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, và việc có làm như vậy hay không là tùy thuộc vào Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra những bình luận tương tự về vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong chuyến thăm hôm thứ Tư tới Kiev, khi ông cáo buộc Tổng thống Putin tăng cường một cuộc tấn công khác chống lại Ukraine ở phía đông Ukraine. Ông Blinken cho biết Washington không khuyến khích hoặc kích hoạt các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine là phía phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc xung đột này. Tướng Charlie Brough, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, việc NATO triển khai các huấn luyện viên tới Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Tướng Brough quả quyết với phóng viên khi đang trên máy bay tới hội nghị của NATO tại Brussels, Bỉ. "Chúng tôi cuối cùng cũng sẽ đến đó, sau một quãng thời gian nữa." Ông Brough nhấn mạnh, nếu NATO triển khai quân tới Ukraine ngay lúc này thì sẽ khiến các huấn luyện viên NATO gặp nguy hiểm và buộc Ukraine phải cân nhắc sử dụng hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ quân nhân của Liên minh thay vì các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev trên chiến trường. Theo hiến chương NATO, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trong trường hợp huấn luyện viên quân sự của khối bị tấn công tại Ukraine. Điều đó có thể kéo theo Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tuyên bố của ông Brough được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, vũ khí và cũng đang ngày càng thất thế trên tiền tuyến khi lực lượng của Nga đẩy mạnh tiến công trên hai mặt trận Kharkov và Donbass nhằm tận dụng khoảng thời gian viện trợ của quân sự Mỹ chưa được chuyển đến tiền tuyến. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của tướng Brown, Nhà Trắng lâu nay vẫn tuyên bố rằng họ sẽ không đưa quân đội Mỹ, bao gồm cả các huấn luyện viên tới Ukraine, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine. Chính quyền Biden đã nhắc lại quan điểm này hôm thứ Năm. Chính quyền Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh NATO không gửi quân tới Ukraine. Trên thực tế, quân đội Mỹ đã tiến hành huấn luyện cho quân đội Ukraine ở Ba Lan, Đức và Mỹ, nhưng chưa đưa huấn luyện viên tới Ukraine. Các quan chức Mỹ hiện thừa nhận rằng việc huấn luyện hiện tại của lực lượng Ukraine là chưa đủ và họ cần phải được huấn luyện tốt hơn, nhanh hơn để đẩy lùi cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa hè này. Mỹ từng điều hành chương trình huấn luyện của NATO tại Yavoriv, phía tây Ukraine, nhưng quân đội Mỹ đã rút khỏi đó khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không nhượng bộ trước tối hậu thư của Ukraine và các nước phương Tây khi họ cố gắng đạt được về mặt ngoại giao những gì mà họ không đạt được về mặt quân sự. Vào giữa tháng 6, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế để thảo luận về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky. Nga tuyên bố sẽ không tham dự sự kiện này. Trả lời các nhà báo hôm 16 tháng 5, ông Putin nhắc lại quan điểm của Moscow về hội nghị sắp tới. "Họ muốn tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt, thuyết phục mọi người rằng phương án tốt nhất là các điều khoản từ phía Ukraine. Sau đó họ sẽ gửi cho chúng tôi dưới dạng tối hậu thư. Đó có phải là cách mà mọi người đang đàm phán nghiêm túc không? Chắc chắn là không." Ông lưu ý rằng Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về Hiệp định Hòa bình hồi năm 2022 với nội dung mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng sau khi các điều khoản chung được đàm phán, Kiev đã rút lui và tuyên bố sẽ tìm kiếm một chiến thắng quân sự. Ông Putin tuyên bố nỗ lực áp đặt yêu cầu của họ lên Moscow sẽ thất bại, giống như nỗ lực nhằm gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết các thỏa thuận đạt được ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022 có thể là cơ sở cho một hiệp định hòa bình trong tương lai. Ông nói rằng những quyền lợi dành cho Ukraine trong tài liệu này là do phía Kiev đề xuất, có lẽ là sự đồng ý của phương Tây. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng sẽ phải tính đến tình hình thực tế. Sau sự sụp đổ của đàm phán hòa bình năm 2022, bốn khu vực của Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý, trong đó họ bỏ phiếu ủng hộ việc tách Ukraine và gia nhập Nga. Chính quyền Ukraine tuyên bố không chấp nhận kết quả này. Công thức hòa bình của Ukraine yêu cầu Nga trả lại bốn khu vực nói trên và bán đảo Crimea, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập Nga năm 2014, đồng thời bao gồm các điều khoản về bồi thường chiến tranh, hỗ trợ phục vụ đất nước. Tổng thống Nga Putin gọi đó là danh sách yêu cầu thay vì nền tảng nghiêm túc cho các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây cho thấy Mỹ, EU, Kiev đang đùa với lửa. Liên quan đến những cuộc tấn công gần đây của Ukraine, hôm 17 tháng 5, bà Zakharova nói: "Vào ngày 16-17 tháng 5, chế độ phát xít mới của Kiev đã phát động một cuộc tấn công lớn khác bằng máy bay không người lái có cánh cố định và truyền thông cho người lái vào Crimea, vùng Krasnodar và các khu vực khác của Nga. Một lần nữa chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Brussels và các thủ đô phương Tây khác, cũng như Kiev, nơi nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả." Bà chỉ ra rằng đằng sau những cuộc tấn công dã man bằng vũ khí phương Tây, có thể thấy bóng dáng của những người Mỹ và Anh điều khiển Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời bày tỏ quan ngại những chuyến thăm liên tục của các quan chức phương Tây tới Ukraine. Bà nói rằng họ không chỉ cung cấp cho ông ta tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng hơn, mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại Nga, do đó góp phần làm xung đột leo thang hơn nữa. Nhóm Bandera dường như tin vào sự miễn tội của mình trong bối cảnh gần đây các sứ giả phương Tây thường xuyên đến thăm Kiev. Hồi đầu tháng này, bà Zakharova cũng đã cảnh báo Washington, London và Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống Crimea đều thất bại và sẽ hứng chịu đòn trả đũa thích đáng. Đêm 16 và 17 tháng 5, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một số mục tiêu quân sự ở các thành phố Novorossiysk và Sevastopol của Nga, trong các hoạt động chung do Tình báo Quốc phòng Nga DIU và Cơ quan An ninh Ukraine SSU lên kế hoạch. Báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin DIU và SSU cho biết, Ukraine đã tiến hành hoạt động toàn diện sử dụng máy bay không người lái trên mặt nước và trên không là nhằm vào Biển Đen và các hạm đội khác của Nga tại căn cứ, đặc biệt là ở hai thành phố trên. Đồng thời, các mục tiêu khác của Nga cũng bị tấn công do hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử và các biện pháp đối phó khác. Truyền thông Nga đưa tin hơn 100 máy bay không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga vào ngày 17 tháng 5. Tất cả các máy bay không người lái được sử dụng trong chiến dịch đều có nguồn gốc từ Ukraine. Người dân báo rằng các vụ nổ đã xảy ra trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và kho chứa dầu nguyên liệu ở Novorossiysk. Hậu quả của các cuộc tấn công là nhiều nơi ở hai thành phố mất điện, việc di chuyển trên các đường phố bị gián đoạn. SSU cảnh báo, lực lượng an ninh và quốc phòng sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho đối phương. Ngoài ra, một số nguồn thông tin khác cho biết máy bay không người lái của SSU đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse lần thứ hai trong năm nay, sau khi nó được khôi phục từ cuộc tấn công đầu tiên. Các nguồn tin Ukraine cho biết, sau những vụ nổ mới, việc sửa chữa sẽ bắt đầu lại. Phía Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ 102 máy bay không người lái chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng ở vùng Belgorod và gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy chế biến dầu ở vùng Krasnodar. Nga cho biết họ đã bắn hạ hoặc đánh chặn 51 máy bay không người lái trên Crimea và 44 máy bay không người lái trên vùng đất Krasnodar ở phía nam đất nước. 6 chiếc UAV khác của Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng biên giới, vùng Belgorod và một chiếc ở vùng Kursk. Các quan chức cho biết thêm, máy bay hải quân và lực lượng tuần tra ven biển của Nga cũng đã phá hủy 6 tàu không người lái của Ukraine ở Biển Đen. Thống đốc Glakov cho biết, tại vùng Belgorod, một máy bay không người lái cảm tử đã bay vào một chiếc ô tô dân sự, khiến cho 2 người không qua khỏi, đồng thời làm bị thương 2 hành khách khác. Sau vụ tấn công, thống đốc đã cảnh báo tình trạng mất điện ở thành phố Crimea, đồng thời lưu ý rằng sẽ mất khoảng 24 giờ để khôi phục lại một trạm biến áp trên địa phương. Ông cho biết thêm,
các lớp học đã bị hủy bỏ ở tất cả các trường học và nhà trẻ. Trong khi đó, Thống đốc cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đây đã gây hỏa hoạn ở một số địa điểm. Theo chính quyền địa phương, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy chế biến dầu ở thành phố biển Tuapse. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực của Nga không xa biên giới nước này, với nhiều cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng. Kiev gần đây cũng đã tăng cường tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga.